Xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Stu, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay là ngày 13 rồi các bạn. Ngày thứ 13 chúng ta thực hiện thử thách. Và bây giờ là 10:06 tối. Các bạn không nên thức đêm nhé. Bởi vì hôm nay mình có quá nhiều việc và mình phải suy nghĩ quá nhiều thứ, nên là mình làm hơi trễ. Và hôm nay là ngày 23 tháng 7 2021. Chúng ta sẽ học những cái cấu trúc tiếng Anh thông dụng nhất. Hôm trước thì chúng ta có học những cấu trúc tiếng Anh, nhưng mà đó là cấu trúc tiếng Anh cơ bản để các bạn mới học, các bạn ghép câu, các bạn sử dụng ấy. Còn khi mà chúng ta nhích lên một level khác rồi, chúng ta sử dụng cấu trúc tiếng Anh, thì đây là những cái cấu trúc tiếng Anh cơ bản nhất, chứ không phải là hầu hết tất cả các cấu trúc tiếng Anh cơ bản nha các bạn. Không phải là cơ bản mà thông dụng nhất nha. Những cái cấu trúc này thì mình hay sử dụng, nên là mình take note lại. Còn những mình sẽ để link ở phía dưới những cái cấu trúc mà các bạn có thể sử dụng. Rất là nhiều cấu trúc, chứ không phải là những cái cấu trúc này. Những cái cấu trúc này thì mình cũng đã nói, nó chỉ là những cái cấu trúc mà mình hay sử dụng thôi, nên mình ghi lại. À đúng rồi, mình có kể cho các bạn về việc làm giveaway ấy. Mình muốn sẽ trả lời câu hỏi Q&A trong cái phần giveaway. Nên là những bạn nào muốn có câu hỏi gì, muốn hỏi mình, thì các bạn cứ hỏi ở phía dưới và comment ở phía dưới cho mình nhé. Và mình hy vọng rằng dịch sẽ ổn, bởi vì hết chỉ thị 15 thì lại có một chỉ thị mới là giãn cách xã hội đến ngày 1 tháng 8. Mình không biết là sau ngày 1 tháng 8 thì dịch có ổn hay không, bởi vì mỗi ngày ấy, thì mình xem ấy, nó toàn thành phố Hồ Chí Minh toàn ngàn ca trên ngàn ca không thôi. Mình hy vọng nó sẽ ổn lại để các cửa hàng mở cửa buôn bán lại, để mình có thể đi làm giveaway cho các bạn. Và mình hôm bữa mình mới vui xong, bây giờ mình lại buồn, bởi vì cái bưu cục ngay bên nhà của mình hình như là có F1 hay F0 rồi ấy, răng cả dây luôn. Mình nghĩ là có F0 nên mới bị răng dây ấy. Chứ hồi mình F1 thì nhà của mình không có bị răng dây, chỉ là in cái tấm biển đỏ ở phía trước thôi. Nhưng mà không sao hết, nếu mà không có bưu cục đó thì sẽ có bưu cục khác thôi. Mình hy vọng là chỉ có cửa hàng mở thì mình mới có thể đi cửa hàng được thôi. Còn bây giờ thì cửa hàng không mở thì mình cũng không biết phải làm sao cả. Mình hy vọng là dịch sẽ ổn. Và hiện tại đang dịch ấy, thì các bạn nên hạn chế ra ngoài và hạn chế tiếp xúc với người thân. Mình có đọc ở trên Facebook một câu chuyện của gia đình bị F0 với các bạn. Hãy cẩn trọng mọi thứ ấy. Nói chung là khi mà xét nghiệm mình là âm tính, nhưng mà không biết là ngày mai mình có âm tính nữa hay không. Nên là các bạn hãy, ngoài việc sinh hoạt ra thì hãy giữ khoảng cách với những người trong gia đình của mình. Đó là những điều tốt nhất. Bởi vì cái dịch này ấy, cái virus đó là virus biến thể, chứ không phải là cái virus ban đầu nữa. Nên là nó sẽ gây cho ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn mình rất là nhiều. Thế nên là hãy giữ cho bản thân của mình và giữ an toàn cho mọi người trong gia đình của mình nhé. À, về việc tiếng Anh đấy các bạn, về cái sử dụng câu thế này thì các bạn chỉ cần ghép lại là được thôi. Ví dụ như là bắt đầu chúng ta đây là would like, đúng không? Once wish cộng to do something là muốn làm cái gì. Tôi muốn đi siêu thị là I là chủ từ ấy, cộng cho would like cộng cho cái to do something ấy, là làm gì, là to go to market là tôi muốn đi siêu thị. À, mình xin lỗi, tôi muốn đi chợ. Mình nhìn nhầm là supermarket. Cấu trúc này đó là has better cộng cho verb infinitive, nên làm gì. Ví dụ như là you has better to go see the doctor. Ví dụ này á, là bạn nên đi gặp bác sĩ. Không biết là đau chân, đau tay, đau cổ hay đau người nữa, nhưng mà nói chung ấy, trong cái thời đại dịch này thì các bạn nên giữ sức khỏe của các bạn nhé. Cấu trúc tiếp theo của chúng mình ấy, đó là to be interested in cộng cho danh từ hoặc là động từ thêm in, là thích cái gì hoặc là quan tâm tới. Mình sẽ sử dụng là thích cái gì nhé. Ví dụ như là I am interested in running with my friend, là tôi thích chạy với bạn của tôi, có nghĩa là hai đứa thích chạy bộ buổi sáng hay là chạy bộ buổi tối gì đấy, kiểu như là thích chạy bộ với nhau ấy. Lúc tiếp theo đó là to give up cộng cho động từ thêm in hoặc là danh từ, là từ bỏ cái gì hoặc là làm gì. Ví dụ của mình là I give up
bad habits, là tôi từ bỏ những thói quen xấu. Bạn có thể lấy một cái ví dụ khác như là bỏ hút thuốc, hay là bỏ những xem TV nhiều, bỏ điện thoại, không chơi game nữa, kiểu như vậy. Đấy thì mình bị sai từ mất rồi nên là mình phải ghi lại. Lần đầu thì mình sử dụng từ sai ấy, nên là mình phải ghi lại nhé các bạn. Cấu trúc tiếp theo đó là to spend cộng cho amount of time, hoặc là amount of money cộng cho động từ thêm ing. Cái này là dành bao nhiêu thời gian hoặc là tiền bạc để làm gì. Cái này là những cái mà các bạn theo hướng tích cực nhé. Ví dụ như là học hành hay là dùng tiền bạc để tiết kiệm mua một cái gì đấy để mà sử dụng, hay là làm một cái gì đó có ích ấy. Nói chung là cái này là cấu trúc dành cho những cái mà bạn bỏ bao nhiêu thời gian đấy làm những thứ có ích để giúp đỡ cho bản thân của bạn. Mình lấy cái ví dụ hơi mắc cười đó là gặp bạn, thì lâu lâu trong cái trường hợp này ấy, là mình gặp bạn lâu lâu mới gặp bạn nên là nói chuyện với các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là cái ví dụ của mình nó hơi sai ấy, bởi vì nó dành quá nhiều thời gian để mà nói chuyện ấy, nên là nó cũng không phù hợp với cái câu này lắm. Bạn có thể là dành bao nhiêu thời gian đấy để học bài với ai đó, hoặc là dành bao nhiêu thời gian để học bài, như vậy nó sẽ tốt hơn. Tiếp theo đó là to waste cộng time hoặc là money cộng với cả v thêm ing. Cái này là tốn tiền hoặc là thời gian, tiền bạc để làm gì. Cái này ấy, cái ví dụ ở phía trên nó hợp với cái câu ở phía dưới hơn ấy, bởi vì mình trong quá trình mình lấy ví dụ nó bị sai hơi một chút. Cái phía dưới ấy, là nó như kiểu là các bạn là tiêu tốn thời gian quá nhiều làm việc không có ích ấy, còn cái phía trên là tiêu tốn thời gian làm việc có ích nha các bạn. Thời gian ăn quá nhiều kẹo, mình thì hay ăn ấy, mình lấy cái ví dụ này cũng hơi mắc cười. Cái tiếp theo là cái cấu trúc tiếp theo đó là to be good at hoặc là best at cộng danh từ hoặc là động từ thêm ing. Cái này là giỏi về hoặc là kém về. Ví dụ như là các bạn giỏi về ấy, thì các bạn đặt cấu trúc là good at, còn tệ thì là best at. Rất là nhiều công thức, nhưng mà đây là những công thức mà mình hay sử dụng nhất nên là mình ghi ra ấy. Và đó, các bạn có thể thấy là nếu mà các bạn có những công thức này thì các bạn sẽ dùng câu nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà hầu hết ấy, khi mà mình viết ấy, câu cú của mình nó hay tự do lắm các bạn, nên là mình hay đọc hay là nghe, hay nghe nhạc nhiều ấy. Bổ sung thêm một cái câu đó là is cộng be cộng time cộng cho chủ từ, chủ ngữ cộng cho động từ ed hoặc là v2 đã đến lúc ai đó phải làm gì. Có nghĩa là bắt buộc là bạn phải làm một cái gì đó ngay sau khi mà các bạn viết cái câu này ấy. Nói chung là kết thúc một cái video này. Ok, hôm nay thì đây là những cái cấu trúc mà mình hay dùng ấy, mình sẽ dùng và rất là nhiều, nên là mình ghi cho các bạn. Nếu mà thấy hay hãy like và subscribe để ủng hộ cho channel mình nhé. Cảm ơn mọi người.